rồi. Ông cháu đã cảm nhận thế nào? Lột 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 mẹ ra đây, lột đi tí anh biến cho em ơi. Đừng nôn tôi nhá, đừng nôn. Đi 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 đi. Đâu, thế nào? Nuốt ngược lại vào trong đi. Ông cháu được mở mắt ra. Ngã 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 không? Ngã không? Hello đi, chào đi. À, không sao. Vẫn đây. Sướng không? Hả? À, chú hỏi đặt sướng không? Hả? À? Sướng. Sướng. Vừa xong tối sầm lại nhỉ? Không, bây giờ bạn đang bay lơ lửng trên trời đúng không? Gặp chị Hằng chưa? Thấy chị? Chưa thấy chị Hằng á? Thấy chú Quậy. Chú Quậy đang làm gì? Hả? Chú Quậy đang ngồi thổi sáo đúng không? Đúng không? Chị Hằng thì chị đi, đang đi gặt lúa, chị chưa về. Cũng sướng ấy, đùa đâu, hôm qua chú cũng làm tiếng đồng hồ ấy. Hết rồi.